Tại sao anh điều tra ba tôi? Có phải có liên quan tới ba anh không? Có những chuyện không có chứng cứ, không thể nói lung tung được. Có phải là vụ án Smith năm 97 có vấn đề không? Nghe nói năm xưa Trác Thiên Lai rơi máy bay đã chết ở Philippines rồi mà. Nói cho hắn biết, cả đời Trác Thiên Lai cũng là đại ca của hắn. Kêu hắn đừng bay nhiều trò nữa. Trả lại hết tất cả mọi thứ ra đây. Trác Thiên Lai đã trở về. Vui lòng xác nhận mật khẩu tần số. Sư tử và thú một sừng. Đăng nhập thành công. Quang Ninh trở lại, đặt công S. Báo cáo cơ mật cao nhất. Robert mất tích rồi. Theo đánh giá, thân phận của Robert đã bị bại lộ, đặc công Nga đã biết rồi. Ông ta là phụ trách nhiệm vụ con chip. Ông ta đã bị giết. Nếu đúng là như vậy, lần sau sẽ tới lượt tôi hay là Jin. Tôi sẽ tiếp tục liên lạc và báo cáo cho tổng bộ. Anh đang muốn tìm thông tin gì? Cảnh sát Hồng Kông. Lạc Gia Thành từng xuất hiện trong bản tin của vụ án tàu ngầm. Anh ta tham gia với tư cách gì? Tổng chỉ huy đội phi hổ. Trò chơi có tin tức gì mới không? Đối với trò chơi, đặc công si có một báo cáo tin nhắn. Trò chơi này hàng ngày có chưa tới 100 người chơi online. Nếu do cùng một người chơi điều khiển, điều bất ngờ là toàn bộ địa chỉ IP đều khác nhau. Có lẽ mục tiêu là một cao thủ máy tính. Tôi vẫn cần thêm một chút thời gian nữa. Email. Bạn có một thư mới. Đọc tôi nghe. Hiệp hội nhiếp ảnh gia nghiệp dư Hồng Kông gửi thư mời. Hy vọng anh phường sau triển lãm một số tác phẩm nhiếp ảnh, đồng thời tổ chức tọa đàm khách mời. Đồng ý. Nói cho họ biết tôi rất sẵn lòng. Tắt máy. Lấy hắn qua đây cho tôi. Ngồi xuống. Hối hả mua vé máy bay. Định đi đâu vậy? Xin lỗi anh Vinh. Muốn trốn sao? Em bị người ta bắt cóc. Em không biết người đó. Nhưng mà em không có nói gì hết. Tin em đi, em không có nói gì hết. Anh là người của tôi mà, ai dám động tới anh chứ? Không có liên quan tới em. Em thật sự không biết hắn đâu mà anh Vinh. Lúc trước tôi có một người bạn, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Cho nên trước khi hắn làm gì, chắc chắn sẽ cho người nhắn tin. Đó là thói quen của hắn. Người mà anh gặp có phải người đó không? Xin lỗi anh Chính, em không dám nói. Em thật sự không có dám nói. Hắn kêu anh nói cái gì? Hạ Tấn. Hắn kêu anh đừng có suy nghĩ nữa. Trác Thiên Lai đã thật sự trở về. Hắn còn nói. Còn nói cái gì? Còn nói Trác Thiên Lai suốt đời cũng là đại ca của anh. Kêu anh đừng có làm những hành động lén lút. Với lại giao hết tất cả mọi thứ ra. Rồi anh có giao không? Chỉ là giấy tờ sổ sách thôi. Giấy tờ sổ sách là loại ai cũng có thể biết đó. Đồ của tôi, anh tự tiện giao cho người khác coi. Em cũng đâu có muốn. Hắn cầm súng chĩa vô đầu em, ép em. Nhưng mà em không phản bội anh. Em không phản bội. Thiệt mà, em không phản bội anh. Hắn có súng thì anh sợ. Tôi không có súng, anh không cần sợ phải không? Không phải đâu anh Chính. Em không có thiệt mà. Không có,
Không có, em thật sự không có phản bội anh. Anh Chính ơi, không có, em không có thật mà. Ông anh chủ Chính không muốn nhìn thấy người này. Không có, không có, không có, tha cho tôi đi. Là lớn tiếng như vậy cứ tiếp tục đừng la mà, đi. Con có biết tại sao bà kêu con quay lại không? Không biết. Bởi vì bà chỉ tin mình con thôi. Ai ảnh hưởng cuộc sống bình thường của bà, bà đều muốn cho hắn biến đó. Yên tâm đi ba, con sẵn sàng đợi lệnh. Anh Chính, em không có phản bội anh. Chào. Trời ơi, đám anh em ở tổ chúng ma túy nói anh bị bệnh thì ra anh trốn ở nhà làm việc sao? Anh không có bị bệnh, anh chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ thôi. Anh giả bộ bệnh mà không phải, sao mặt của anh tệ lắm, có đúng là bị bệnh không? Không sao mà. Anh bị tâm bệnh, tháng nào cũng phải có mấy ngày hả? Em nói lung tung cái gì vậy? Ủa, anh đang điều tra bắt Uông sao? Phải. Anh thấy vụ án 597 có chút nghi vấn, anh muốn coi có thể bắt tay điều tra ở những hướng khác không. Hèn chi trước đó sếp Uông hỏi em về chuyện của anh, thì ra là vì bắt Uông. Em đừng có nói lung tung, anh làm việc có chứng cứ đó. Vậy anh có nói chuyện với sếp Uông không? Có, nhưng cũng phải em kêu anh trả lời sau đi, chẳng thà tự mình điều tra hay hơn. Anh đừng có buồn nữa, dù sao vụ án đó cũng hơn 20 năm rồi, muốn tìm chứng cứ mới thì cần phải có thời gian. Anh cứ giam mình như vậy hoài không được đâu. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, kiếm chút đồ ăn, hít thở không khí trong lành đi. Thôi đi, anh muốn điều tra thêm một chút. Hay để em giúp anh nha. Làm sao giúp? Lúc bác Uông gia nhập cảnh sát vẫn chưa có CIB, cho nên nếu muốn chúng ta có thể tìm tin tình báo thì phải bắt đầu thâm nhập từ hồ sơ cũ của sở cảnh sát, kiếm lại từ đầu. Hồ sơ trong phòng hồ sơ anh đều coi qua hết rồi. Anh cứ giao cho em đi, chúng ta bắt đầu tìm từ lúc bác vô trường cảnh sát. Làm sao tìm? Tránh ra giùm. Nói dối cực lắm có phải không? Đúng vậy. Nói xong một chuyện giả dối là phải nghĩ đến một chuyện giả dối khác để che đậy. Em có nói dối hay không? Em nói không thì anh có tin không? Nói dối với anh em, trong lòng khó chịu vô cùng. Em có thể giúp gì được cho anh không? Bây giờ em đang giúp đi, ngồi hóng gió với anh. Alo, ba hả? Đúng hả? Ba đưa má con làm kiểm tra xong rồi, bác sĩ nói là muốn lập tức gặp chúng ta đó. Được rồi, con lập tức tới ngay. Tình trạng của bệnh nhân không được lạc quan lắm. Tế bào ung thư đã lan tỏa tới cột sống, tức là đã xuất hiện dấu hiệu thường được gọi là di căn xương, đồng thời sẽ mau chóng hình thành khối u. Thật ra lúc bà quay về Hồng Kông đã có dấu hiệu tái phát rồi. Lần đó tôi nhắc nhở mọi người, nếu cảm thấy không ổn phải lập tức nhập viện kiểm tra kỹ lưỡng. Gần đây đúng là cổ có hơi đau nhức ê ẩm, tại tôi sơ suất quá. Nè, sao cũng được, bây giờ vợ ông phải lập tức nhập viện. Hy vọng dùng thuốc có thể kiểm soát được hàm lượng canxi máu của bà, nếu không rất dễ bị biến chứng. Có thể khống chế được tế bào ung thư hay không? Không lạc quan, với lại bà nhà sẽ bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần, rất có thể là bà không thể chịu nổi 4 tháng.
Em sao rồi? Cả buổi không ăn uống được gì, thấy hơi chóng mặt. Bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Má, vẫn luôn bạn gái tới sao? Sao không giới thiệu cho má biết? Cô tên là Jin. Con chào bác. Con là bạn học đại học của anh đúng. Đã gặp ở tiệm cà phê rồi. Trước đó không có cơ hội chào hỏi. Đúng à. Không có má ở nhà, con phải chăm sóc ba nha, có biết không? Con biết rồi. Bác à, lúc nãy bác hối hả vào đây chắc chắn không có mang đồ. Con xuống dưới mua chút đồ dùng cho bác. Ừ. Đúng à. Má biết là con ngoan lắm. Từ nhỏ tới lớn đều không cần má lo lắng. Nhưng con phải nhớ chúng ta là người một nhà. Có chuyện gì đừng nên giấu kín ở trong lòng. Ba con cũng cần có không gian. Con biết không? Đừng nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ sắp tới kiểm tra rồi. Hả? Đúng à. Mấy đêm nay má nằm mơ. Nhìn thấy Út Bân. Nó cứ lép nhép nói rất nhiều chuyện với má. Nhưng má không nghe được gì hết. Má... má nhớ em con lắm. Tới giờ kiểm tra rồi, hai vị vui lòng ra ngoài đợi. Nghỉ ngơi đi ha. Có phải con đang điều tra vụ năm 97 không? Đợi má khỏe lại mới nói sao đi. Bây giờ chuyện này trở nên rất phức tạp. Nếu hôm nay bà không nói ra, có thể không còn cơ hội nói nữa. Tức là sao? Có người quay lại đòi nợ bà. Có thể bà sẽ đi sớm hơn má con. Đang tìm kiếm, hoàn thành. Xong rồi. Nhanh vậy? Năm 74 bác Uông gia nhập ngành cảnh sát. Năm 79 thì chuyển qua CID. Năm 82 sau khi đám cưới với bác gái thì dọn vào ký túc xá cảnh sát. Vậy ông vào tổ trọng án hồi nào? Năm 86 bác lên chức thanh tra, chuyển qua tổng khu Cửu Long. Lúc đó ba anh cũng phụ trách khu đó. Có lẽ họ đã quen nhau lúc đó. Chà, trước khi nghỉ hưu bác cũng lợi hại lắm, phá được rất nhiều án lớn. Vụ cướp có vũ khí ở quan đường, hắc bang trả thù ở núi Từ Dân, tất cả đều do bác phá. Chưa tới 10 năm đã lên chức tổng thanh tra. Thì ra ba anh và bác từng liên kết phá rất nhiều vụ án lớn. Điển hình như vụ này, chủ tiệm cầm đồ bị tên ma túy uy hiếp, đem hàng giấu ở kho trong tiệm của ông ta. Cô đã phóng to tấm hình này. Ông chủ này có phải Hà Siêu không? Phải, anh biết ổng hả? Hà Siêu là bạn thân của ba anh. Lúc anh còn nhỏ từng uống trà với chú đó. Nè, em kiểm tra vụ án này giùm anh. Lúc đó ông có bị thương nặng không? Nếu có bị thương, ông có nhận trợ cấp không? Năm 93 bác Uông có xin trợ cấp y tế, nhưng không phải là cho bản thân, mà là cho bác gái là ung thư. Hèn chi bác Uông nghỉ hưu sớm. Em nghĩ bác định tập trung vào để chăm sóc cho bác gái. Anh Đống từng nói với anh, ba của anh vừa qua Anh Quốc thì kinh doanh mua bán xe cũ. Lúc đó đi rất gấp, lại còn lại di dân, cộng thêm tiền thuốc men của người vợ, làm sao có nhiều tiền vậy chứ. Được, đừng có làm nữa, cứ đứng nhìn vợ của anh chết đi. Anh Minh à, chúng ta là cảnh sát mà, không thể làm vậy được. Tóm lại, tôi đã hứa với Smith hôm trao trả Hồng Kông, giúp quân Anh vận chuyển vũ khí và quân phí. Chúng ta làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ làm đường lỡ bước hết. Anh làm như vậy khác nào cảnh sát biên chức chứ. Chúng ta đã phá nhiều vụ án lớn, đến cuối cùng cũng bị người ta vu khống. Vụ của sếp tôi đâu có liên quan tới tôi.
ông bị mang quạ lại đổ hết lên đầu tôi. Hợp lý sao? Tôi chỉ muốn đưa con qua Mỹ du học thôi. Thằng Long của tôi học giỏi lắm, nên nhất định phải học đại học hàng đầu, sau này sống cuộc sống sung túc. Anh Cường à, tôi đã hứa với người ta, anh không làm bản thân tôi cũng làm, nhưng mà tiền tôi vẫn chia cho anh, coi như tôi hỗ trợ tiền thuốc men cho chị Phương. Tức là sao chứ? Ép tôi lên tàu sao? Không ép, không ép. Anh nói sao cũng được, tôi cũng phải liều một ván. Anh Cường à, lần này anh đi hay không cũng được, hứa với tôi một chuyện. Nếu lần này tôi thất bại, chăm sóc thằng Long giùm tôi. Còn nữa, cô đánh chết cũng không nói tôi từng làm chuyện này. Trong thâm tâm nó, tôi là một anh hùng, tôi không muốn ảnh hưởng cả đời nữa. Vậy cuối cùng bà có hứa với ổng hay không? Người ẵm con là ba, đứa chân mình ẵm là cậu Long. Xưởng xé gỗ Liên Xuân. Sao trễ vậy? Vẫn chưa tới giờ mà. Để tôi giới thiệu, người này là Trác Thiên Lai, phụ trách xuất hàng. Người này là sếp Uông ở tổ trọng án. Không cần giới thiệu nữa, quen mà. Anh Cường, không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác với nhau. Anh Cường. Không có gì chứ? Không có gì đâu. À phải, đám nhóc khiêng hàng đó kiếm đâu ra vậy? Dân lưu manh thôi, không lẽ bắt sếp tự khiêng sao? Lên hàng xong tao sẽ nhổ neo ngay. Ok, tôi đi toilet, lát nữa quay lại. Trác Thiên Lai, có nhớ tôi nói gì với anh không? Chúng ta nước sâu không phạm nước giếng mà, những chuyện trước đây đừng nhắc lại. Sau khi hoàn thành vụ này như cũ đi, đường ai nấy đi. Con người của tôi là vậy đó, quá thẳng thắn, nhất thời nhanh miệng. Xin lỗi anh Cường nha. Tôi nghe người ta nói anh và sếp Chương trọng nghĩa khí nhất, quan tâm nhau nhất. Tôi vô cùng ngưỡng mộ hai người. Nhưng tôi không ngưỡng mộ anh. Tôi không ngại, anh vẫn có thể suy nghĩ qua phụ tôi. Có anh phụ giúp, cả hai chúng ta nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Khoan đi đã, anh vẫn còn nợ tôi một ân tình. Anh quên rồi sao? Tôi còn nợ cái gì chứ? Không nhờ tôi, anh làm sao bắt được đại ca của tôi và sếp chúng? Không có công cũng có cán chứ. Bọn họ bí mật giao dịch, tôi chỉ làm đúng một phần thôi. Sếp của Trương Minh muốn vu khống cho anh ta, anh giả bộ chạy tới cứu người cái gì? Đại ca của tôi đánh tiếng mua đất cho người rồi, không lẽ anh thực sự ngây thơ tưởng đâu bản thân có thể dễ dàng thoát thân sao? Không nhờ tôi, anh còn mạng gặp con của anh sao? Vậy anh muốn cái gì? Đơn giản thôi, tôi muốn anh ghi nhớ, con người của Trác Thiên Lai tôi coi trọng nhất là nguyên tắc. Mượn đồ của người ta thì nhất định phải trả. Xong hết rồi, hàng đã ra biển hết, yên tâm đi. Để các anh em giải quyết luôn công việc còn lại, chúng tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông. Cảnh sát! Yeah.
Anh Minh, cố lên anh Minh. Anh Minh Cường à, đừng, đừng nói cho con tôi biết. Nè anh Minh, đừng ngủ. Đừng có ngủ mà. Anh Minh, đừng ngủ mà. Anh Minh, anh Minh, anh Minh. Nhìn nè, anh Minh, con xuống liều với bọn chúng đi. Chuyện gì vậy? Có một người bạn nhờ tôi mang bức thư và đứa nhỏ giao cho anh. Lai Đông à, đây là em của con, phải cố gắng lo cho nó, có biết không? Nó tên Uông Chí Bân. Chào anh đi con. Em chào anh. Ý bà nói thằng Ben là con trai của Trác Thiên Lai. Mẹ đã chết rồi, hắn muốn quay lại tìm bà đòi nợ sao? Bà không biết có đúng là hắn không, có thể là người thừa kế của hắn. Vậy còn có cách giải quyết nào khác hay không? Không, con không biết rõ con người của Trác Thiên Lai đâu. Con người của hắn rất trọng nguyên tắc, có ơn nhất định trả, có thù nhất định đòi. Hắn muốn trả thù thì đi tìm đám phần tử khủng bố đi. Nếu hắn biết chắc chắn sẽ đi. Nhưng ba là một chuyện khác. Một chuyện khác chính là Âu Dương Chính. Hắn biết rõ chuyện giữa ba và Trác Thiên Lai. Hắn biết Trác Thiên Lai đưa ba một số tiền chữa bệnh cho má của con, nên hắn đã uy hiếp ba. Hắn nói ba từng giúp Trác Thiên Lai lên ngôi, lần này ba phải giúp hắn, ba không chịu. Cộng thêm má còn bị bệnh, cho nên ba mới quyết định là nghỉ hưu sớm. Con à, ba đã giấu con chuyện này bao nhiêu năm rồi, con có tha thứ cho ba không? Con cảm thấy ba nên nói với anh Long những câu nói này trước đi. Ba nợ ảnh một câu xin lỗi đó. Ba sẽ tìm cơ hội để nói với cậu ta, nhưng phải giải quyết chuyện này trước đã. Hay là chúng ta thử tìm bác Uông để hỏi rõ hơn đi được không? Làm sao hỏi? Không lẽ nói với bác là anh đang nghi ngờ bác, điều tra bác sao? Anh không muốn luôn cả người bạn như anh đóng cũng không còn. Vậy cũng phải. Nói gì thì nói, em thường xuyên thấy anh đeo sợi dây chuyền đó. Lúc anh còn nhỏ, ba đã tặng cho anh, là quà sinh nhật. Cho em mượn thử đi. Safe. Phải, ba đã nói với anh là chữ này có thể phù hộ cho anh suốt đời bình an. Nhưng đâu có ai khắc chữ safe lên thẻ bài chứ, không hợp chút nào hết. Chữ đó ngoài việc có thể nói là bình an, còn có thể đại diện cho cái gì? Két bảo hiểm. Két bảo hiểm? Có khi nào ba anh có một két bảo hiểm nhưng mà anh không biết không? Sport vị trí số 1, rõ. Bullet vị trí số 2, rõ. Hiểu chưa? Số còn lại theo tôi. Rõ. Được rồi, hiểu chưa? Ok. Mục tiêu ở lầu 5. Chín. Em nhìn thấy đám người kỳ lạ đang tới chỗ của anh.
bao nhiêu người? Rất nhiều người. Mặt mày hung tợn không giống người Hồng Kông. Em rời khỏi bệnh viện trước đi, anh gọi cho em sau. Chuyện gì vậy? Đưa má đi thôi. Rồi có được không? Để anh cõng em nha. Không, anh không cần đâu. Đi đi. Em sao vậy? Con đừng sợ, xảy ra chuyện gì? Con không biết nữa. Lúc nãy anh Đống kêu con đi trước, con không yên tâm nên theo lên đi. Bác phải đi tìm thằng Đống. Con làm ơn đưa bác gái đi giùm bác đi. Đừng mà, mục tiêu của bọn chúng là anh. Chúng ta không thể để con trai có chuyện được. Đừng mà, anh sẽ quay lại ngay mà. Bác gái, đừng mà. Chúng tôi tìm khắp nơi cũng không tìm được. Không ngờ ông tự sa vào lưới. Con tôi đâu? Con của ông mà. Giỏi hơn ông nhiều. Bao nhiêu người bao vây hắn, hắn vẫn có thể chạy thoát. Có thể hiện giờ anh ta còn ở trong bệnh viện. Được, tôi theo cậu về. Nhưng không được làm tổn thương bất kỳ ai. Ok thôi. Đi đi, bên đây. Mẫn Nghi, má đã mua được vé máy bay, lập tức gom đồ theo má ra sân bay. Sao lại đột ngột vậy? Trước đó má nói không cần con đi mà. Đừng hỏi nhiều nữa, khi khác má mới giải thích với con. Chúng ta lập tức bay qua Mỹ. Nhưng bất thình lình bỏ đi công việc ở tiệm cũng phải giao lại chứ. Má đã nói đừng hỏi nhiều quá. Có phải bây giờ luôn cả lời nói của ba má con cũng không nghe? Má làm vậy chắc chắn có lý do của má. Con nghe lời đi được không? Đi đi. Được được được. Má à, không phải má nói với con rồi sao? Bên Mỹ có người đe dọa ba con. Đám người đó đã tới Hồng Kông, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Tóm lại con đừng hỏi gì hết. Nhất định phải đi sát bên cạnh má. Hả? Con gọi điện cho Gia Thành. Không cần gọi. Con nghe má nói, phải biết hy sinh vì người yêu con. Lần này nếu con vượt qua được ấy này, còn mạng trở về, sẽ sống với cậu ta suốt đời suốt kiếp. Nếu không còn mạng, đừng làm phiền người ta. Mau. Gia Thành, tránh ra. Anh muốn gì chứ? Mẫn Nghi, ba cô lấy đồ của tôi. Hay là cô giúp tôi một tay, hẹn ông ra đi. Tôi sẽ không làm như vậy. Cô dạy con vậy sao? Sao không biết nghe lời vậy? Cô cũng vậy nữa. Không thể hễ cứ gặp chuyện gì khó khăn thì lẩn tránh, cô biết không? Thật ra anh là ai? Chắc Thiên Lai. Có tin nhắn mới. Sếp Lạc, có tin mừng. Lúc Tom còn sống, từng điều tra vụ án tiền ảo, cuối cùng cũng thu hẹp được khả năng.
Sau khi tổng hợp phân tích, người Hồng Kông sở hữu số tiền ảo khổng lồ đó chưa tới 20 người. Chào sư. Chào sếp. Có tìm được ba không? Đồng nghiệp của con đã tiếp nhận được rồi. Con đã kêu họ tăng cường lực lượng bảo vệ cho má. Cả hai người phải cẩn thận đó. Con biết rồi mà. Má yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu được ba. Trước đó bà có nói gì cho em hay không? Bác nói bác Linh tìm anh. Còn gì nữa không? Bác hứa với bác gái sẽ mau chóng trở về. Hai cha con đều nói dối với má. Nói dối cái gì? Bà không phải lên trển để tìm anh. Bà cố tình làm mồi, cố tình để cho chúng bắt. Bà không muốn liên lụy anh và má. Tại sao bác trai làm như vậy? Bà muốn tự mình đối mặt với những gì mà bà đã sai. Em về trước đi. Vậy còn anh? Anh còn phải chờ một người. Người đó có thể giúp được cho anh. Em có thể ở lại với anh. Vậy đợi điện thoại của anh đi. Vậy có chuyện gì nhớ gọi điện cho em. Đó là cách làm sáng suốt. Chúng tôi cần anh giúp đỡ. Là chuyện gì? Đây là nhóm người đã bắt ba của Ed đi. Tôi không thể tìm được lai lịch của hắn trên hệ thống. Công việc của chúng ta không liên quan tới chuyện này. Dù bắt cóc bình thường giao lại cho cảnh sát điều tra đi. Họ đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ bị rối tung. Chuyện này sẽ biến thành trở ngại. Cô đang xử sự theo cảm tính đó. Không phải như vậy đâu. Cô sắp vượt giới hạn rồi. Đám người này đều được huấn luyện bài bản. Tôi chỉ làm công việc của mình. Đây không phải là vụ bắt cóc bình thường đâu. Eddie có thể giải quyết được. Cậu ta không phải là một cảnh sát bình thường. Tức là sao? Cậu ta cũng như chúng ta, lúc trước là một đặc công. Cô còn muốn giúp cậu ta không? Cần. Chỉ một lần này thôi. Nói cho tôi biết một chuyện đi Jin. Cô có thể khẳng định người thuyết minh trò chơi chính là người đã thiết kế con chip không? Tôi chưa xác định được. Cứ cách 3 ngày, từ 0 giờ đến 4 giờ sáng thì lên mạng chơi trò chơi. Họ đều dùng ám hiệu giao lưu, là ám hiệu lúc trước em trai của Eddie từng dùng. Chỉ dựa vào chuyện hoàn thành nhiệm vụ thôi, anh cũng cần phải giúp Eddie. Đi rất cần anh giúp. Sếp Lạc, tôi không tìm được Mẫn Nghi. Tôi đã gọi cổ nhiều lần rồi. Cô bình tĩnh lại trước đi. Tôi hỏi cô cái gì, cô trả lời cái đó. Suy nghĩ kỹ mới trả lời. Trước khi Mẫn Nghi mất tích, có khác gì so với mọi khi không? Không có, cổ rất bình thường. Vậy Mẫn Nghi có đề cập vấn đề kinh doanh của ba cổ không? Cũng không có. Lần đeo Mậu Dương có tới đây không? Không có, nhưng mấy hôm trước má cổ có tới. Sau đó không biết đã nói gì với Mẫn Nghi nên cổ rất căng thẳng. Nhưng chớp mắt thì cổ không có gì nữa. Hôm nay có người nào tới đây không? Ông chủ Hạ. Ông chủ Hạ lại? Ông cũng có tham gia buổi đấu giá từ thiện mà. 400 ngàn.
Alo. Alo, sếp Lạc. 8 người tới bệnh viện bắt ba của tôi, tôi từng chạm trán với chúng. Là lính đánh thuê. Bà có nói với tôi là Trác Thiên Lai quay lại để đòi nợ. Mẫn Nghi cũng mất tích. Tôi có vài suy nghĩ chưa xác định được. Nhưng mà tôi muốn nói cho cậu biết, đám người bắt anh Cường có liên quan tới chuyện Mẫn Nghi mất tích. Tôi không loại trừ cùng một nhóm người nào. Đúng rồi. Tạm thời án binh bất động đi. Coi chừng má cậu. Để điện thoại của tôi. Nghe rõ. Đường hả? Xem lại đi. Vụ bắt cóc Uông Chí Cường, tôi đã tìm được mối quan hệ liên đới. Nghe rõ. Tôi lập tức dẫn người hội ngộ với sếp. Bỏ lên. Dạ sư. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi tìm ông Âu Dương. Đợi tôi một lát. Ông chủ ơi, tôi là chị Tam đây. Chuyện gì vậy? Có mấy sếp tới đây nói là muốn tìm ông. Được rồi, tôi xuống liền. Gì à? Vì làm ở đây lâu chưa? Khoảng 2 tháng. 2 tháng sao? Căn nhà rộng như vậy chỉ có mình gì à? Đâu có, còn mướn thêm vài người. Nhưng ông chủ kêu họ nghỉ phép thôi. Sao không thấy cô chủ, bà chủ của gì? Sếp à, thiệt tình tôi không có biết gì hết. Nghe Mẫn Nghi nói chị là chị Tam đúng không? Sếp họ Lạc phải không? Lần cuối cùng chị gặp Mẫn Nghi là khi nào? Muốn hỏi chuyện gì thì hỏi tôi đi. Chị Tam, làm việc đi. Dạ. Ông Âu Dương, chúng tôi ở tổ trọng án, bây giờ nghi ngờ cô Âu Dương Mẫn Nghi mất tích, muốn ông hỗ trợ điều tra. Có phải có hiểu lầm gì không? Tôi không hề báo cảnh sát. Không có hiểu lầm. Không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, tới tiệm của cổ không thấy cổ. Tổng kết tất cả manh mối, tôi đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì, nên mới đặc biệt tới coi thử. Sếp Lạc, tôi biết là sếp quan tâm tới con tôi lắm. Nhưng sếp dùng tư cách gì tới đây? Chẳng phải sếp ở phi hổ sao? Tôi là cảnh sát, bất cứ ai phạm tội tôi đều bắt hết. Cũng phải, cũng phải. Nhưng bây giờ tôi hơi rối. Ở đây có người phạm tội sao? Sếp tới đây để nói là tôi phạm tội, hay là muốn tìm con gái của tôi? Ông Âu Dương à, ông tự biết thân biết phận của mình đi. Tôi có chứng cứ hay không, ông nghĩ sao? Chúng tôi tới nãy giờ cũng không nhìn thấy vợ của ông. Tôi cảnh cáo ông, bắt cóc bình thường vượt quá 24 tiếng đồng hồ, tỷ lệ bị thủ tiêu rất cao. Huống hồ đây không phải là bắt cóc bình thường. Chúng ta không có thời gian đâu. Tôi muốn tranh thủ thời gian cứu người. Ông có hiểu không vậy? Báo cảnh sát có ích lợi gì sao? Nếu người nhà của tôi thật sự bị người ta bắt đi, tôi sẽ trả tiền. Vì an toàn của họ, hắn đòi cái gì tôi đưa cái đó thôi. Tôi chỉ sợ ông trả xong vẫn không cứu được họ thôi. Mong ông hợp tác với cảnh sát.
We had bulletproof so far away. I will take a hit for you. 就像我跟你们从没有别离. We are bulletproof so far away. 若要闯一起内闯. We fight as one, there's nothing they can. 有些事是不用讲, 大家心照. 一班兄弟简直同一个心跳. 互相关照, 无论任何情况. 有福同享, 有难同当. 无数的回忆一直留住在脑海. 究竟是缘分,定只是好彩. 怎么都好, 每人有自己的过去. 之前所有的误会当粉笔纸, 抹走它. 在战场上, 不只是一班棋. 每次准备出发,一起出生入死. 讲到尾, 真心不能代替. 愿意牺牲一切, 有今生无来世. 有人博裸彩, 有人博出位. 我们之间只有两个字, 兄弟. 非苦的态度, 永远不变. 就算各自各路, 总有一日必会再见. We are bulletproof, so fire away. I will take a hit for you. 就像我跟你们从没有别离. We are bulletproof, so fire away. 若要闯一起内闯. We fight as one, there's nothing they can. They say life's a movie and ours is action packed. Promise I watch your front, trust that you have my back. Forever, side by side, and that's a fact. Until the final scene, and even after that. They say life's a movie and ours is action packed. Promise I watch your front, trust that you have my back. Together, we ride or die, and that's a fact. Until the final scene, and even after that. We are bulletproof, so fire away. I will take a hit for you. 就像我跟你们从没有别离.